cảnh phim của Nichkhun, 2PM gây sốc với phân đoạn đỏ mặt người xem. Trong những năm gần đây, một số thành viên 2PM tập trung vào sự nghiệp diễn xuất như Junho đang đóng vai chính trong Kinderland hay Taeyeon tham gia dự án phim Herbit với vai ma cà rồng, thích nghi với cuộc sống hiện đại. Mới đây, bộ phim The Modernizer có sự tham gia của Nichkhun đang là đề tài nóng khi nam thần tượng có những cảnh xét táo bạo. Bộ phim gắn mác 18+ trở thành mối quan tâm của nhiều khán giả khi cảnh nam chính show do Pyronman thủ vai quan hệ tình dục với một người mẫu cùng trong căn phòng đó. Nhân vật do Nichkhun đóng cũng tận hưởng thú vui hoan lạc với bạn tình. Nam thần tượng nhóm nhạc 2PM còn có nhiều góc quay, phân đoạn nóng bỏng khác khiến người hâm mộ sốc về độ bạo. Trong phim, Nichkhun vào vai Bucky, bạn thân của nam chính show. Bucky là công tử trong gia đình giàu có người Thái gốc Hoa, được miêu tả là chàng trai có vẻ ngoài cuốn hút, lịch thiệp, tính cách hòa đồng, thích tiệc tùng và có quan điểm cách sống tương tự sâu. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.